Các bạn ơi, đây là video mình đang ngồi làm nha các bạn. Thì khoảng 4-5 tiếng nữa mới xong. Thì mình sẽ bỏ lên cái kênh mới của mình nha các bạn. Kênh mình đã để trên đó rồi đó. Thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn kiwi vàng nè, kiwi xanh và táo xanh, táo đỏ nha các bạn. Mình sẽ ăn với âm thanh rõ ràng với cái máy này nha. Bây giờ bắt đầu. Mình sẽ mở một kênh mới ASMR Vinh Nguyễn Thị. Các bạn nhớ đăng ký và xem những thức ăn mà mình ăn với âm thanh rõ ràng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.